sau khi mà phân tích uh, tổng quát và uh, phân tích tỷ suất như vậy thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là uh, có thể nhận diện ra được những sai phạm hoặc là những cái, uh, cái hiện tượng bất thường nhưng mà uh, để có thể đủ bằng chứng đủ cơ sở để đưa ra ý kiến thì uh, chỉ có kỹ thuật phân tích thôi là chưa đủ các bạn lúc này phải đi vào kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư À, việc mà phân tích các cái, uh, cái chi tiết nghiệp vụ số dư thể hiện ở hai khía cạnh thứ nhất đó chính là uh, việc ghi chép các cái nghiệp vụ ghi chép các cái um, các cái các cái um, quy trình phát sinh ở trong đơn vị xem từ là uh, các nghiệp vụ các cái giao dịch có được phản ánh có được ghi chép một cách đúng đắn đầy đủ chính xác hay không từ đó các bạn phải xem xét thử cái việc hạch toán của các cái nghiệp vụ này nó có đúng hay không đơn giản như là ví dụ khi các bạn đang kiểm toán báo cáo tài chính thì các bạn đi từ con số các bạn đi từ số dư của phải thu khách hàng các bạn sẽ xem xét thử rằng là cái số dư này có thực sự là có hay không vì vậy các bạn phải đi sâu vào tìm hiểu các cái nghiệp vụ bán hàng các cái nghiệp vụ mà khách hàng ứng trước từ đó để xem xét thử là Toàn bộ các nghiệp vụ đã được phản ánh đầy đủ hay chưa? Các nghiệp vụ này có được phản ánh chính xác hay không? Và cái việc hạch toán các cái nghiệp vụ này vào các sổ để lên được con số tổng hợp và cộng dồn để lên báo cáo nó có đúng hay không? Nếu như tất cả các cái quy trình này đều thực hiện cách đúng, chính xác, phản ánh đúng thực tế thì lúc này các bạn sẽ có đủ cơ sở để kết luận rằng là cái số liệu các bạn đang được uh, được được xem xét được công bố là hợp lý. Việc kiểm tra chi tiết nghiệp vụ số dư tài khoản, phát hiện được những gian lận sai sót trong quá trình ghi chép, xử lý số liệu, đồng thời cũng khẳng định và tăng thêm độ tin cậy của những bằng chứng mà kiểm toán viên thu thập được để từ đó có thể mở rộng hay là thu hẹp quy mô mẫu kiểm toán viên cần thử nghiệm qua đó xác định được mức thỏa mãn để đưa ra kết luận phù hợp. À, tôi xin lưu ý với các bạn rằng là việc kiểm tra chi tiết nghiệp vụ số dư tài khoản không phải được tiến hành toàn bộ mà nó được tiến hành dựa trên cơ sở sự lựa chọn của kiểm toán viên. À, các bạn cũng sẽ thấy rằng thực tế trên lý thuyết chúng ta học rằng à, mọi nghiệp vụ mọi thông tin trên báo cáo tài chính phải được đảm bảo là trình bày một cách trung thực và hợp lý nhưng mà không có một cuộc kiểm toán nào không có một đơn vị công ty kiểm toán nào hay một kiểm toán viên nào có thể đảm bảo được à, tất cả các thông tin đều đúng đều chính xác đều trung thực và hợp lý chính vì vậy mà trong kiểm toán rất đề cao tính trọng yếu cho nên cái việc kiểm tra chi tiết tất cả các nghiệp vụ và số dư, một doanh nghiệp có thể trung bình có thể có hàng nghìn, hàng trăm nghìn cái nghiệp vụ phát sinh trong một năm. Vậy làm sao kiểm toán viên có thể là kiểm tra toàn bộ được? Hoàn toàn rất là khó và khả năng này việc kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư 100% là hoàn toàn khó có thể thực hiện. Chính vì vậy mà kiểm toán viên phải có cái sự lựa chọn. Cái sự lựa chọn này được thể hiện thông qua cái việc là chọn mẫu thì tôi sẽ trình bày trong bài học sau cho các bạn. À, vì sao mà việc kiểm kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư được à, nhấn mạnh? Bởi vì như các bạn biết rằng là khi mà muốn khẳng định một điều gì chúng ta thường phải đi vào bản chất của vấn đề đó. Chính vì vậy thông tin cần được khẳng định đó chính là các nghiệp vụ các cái số liệu tổng hợp. hợp cho Nên kiểm toán kiểm toán ban đầu à, ra đời sớm nhất đó chính là cái phương pháp kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư tất nhiên cái việc mà kiểm tra từng nghiệp vụ kiểm tra từng số dư hoặc là phần lớn các nghiệp vụ hoặc phần lớn số dư sẽ rất là mất thời gian đối với kiểm toán viên ngoài ra cái công ty kiểm toán cũng sẽ phải tốn kém cái nguồn lực và tốn kém cái chi phí chính vì vậy mà cái phương pháp kiểm toán cơ bản mà trong đó cái kỹ thuật kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư nó chiếm cái tỷ trọng chi phí rất là lớn dĩ nhiên cái việc mà uh, được sử dụng nhiều nhất tốn kém nhất và nó sẽ thu được những bằng chứng tin cậy và thuyết phục nhất bởi vì đó chính là cái thông tin trực tiếp đó chính là cái việc mà chúng ta xem xét đối tượng đúng bản chất đúng tài liệu đúng căn cứ không dựa trên một cái xét đoán mơ hồ hay xét đoán chủ quan nào cả chính vì vậy mà kiểm tra chi tiết nghiệp vụ số dư sẽ thu được bằng chứng tin cậy và thuyết phục nhất